Gagagte! Xin chào các bạn nhé. Chào mọi người nhé. Hôm nay lại tiếp tục đến ngày cho rắn ăn. Và theo yêu cầu của các ngài đây, hôm nay mình để cho ăn buffet. Hôm nay thì anh em lâu lâu cũng chưa quay lại cho rắn ăn cho mọi người xem, thì hôm nay quay lại cho rắn ăn theo kiểu buffet kiểu Mỹ cho mọi người xem. Rắn em mùa này thì nó rất là hung dữ, nên nó có nhiều những cái cảnh hay thì hôm nay cho mọi người thưởng thức. Mình sẽ cho tất cả thức ăn ra đây, không phải rắn ra cho nó lao vào nó làm việc, thích ăn nào ăn kiểu tự chọn đấy, buffet ấy. Ui, cái điều nó đớp vào tai mới phát trượt đấy. Thì em một lần thì em đi 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 ăn một con dài chơi cái cá mình này. Đớp được con này, con đường kia vớt vào ngoài này không nguy hiểm đó. Úi dồi. Đấy, con kia làm con nó cụt đá vào rồi. Cái đấy là cụt rồi. Cái da làm con nó cụt vào. Nào, xem con nào. Đấy, đấy, đấy. Thôi mày vào mày ăn đi, mình cưới cho tao làm gì? Mùa này nó kinh lắm, mùa này nó hung dữ. Và trường ở chung, chuẩn bị ra đấy. Làm cho con này lên.
thằng kia nó nhìn thấy con này ăn thì thế là nó bắt trước đấy. Đấy, thứ hai đấy. bắt thải bắt là nhớ đuổi nhé. Cho vào xóa. Tôi vào đây chết. Đây. Mày đây. Đây. Chửi tôi đấy. Muốn ngồi chửi đây. Ở đây đi quánh nhau rồi. Lục phục chồng. Nguy hiểm lắm chơi với bọn này. Đấy, chém xong con này nhảy ra rồi. Đấy, đập. Như mấy cái con mà nó cứ tầm mà nó cứ như thế kia là nó có sẵn sàng nó phun lọc vào mặt mình ngay. Chết mình không ngay. Không đùa với mũi được. Đấy, con kia nó làm được miếng. Con này đang tìm mồi. Đặc trọng. Để anh xem miếng nào ngon. Ăn dâm bông hay là bít tết. Kìa. Nè bên kia hình như có một con hay sao hay không? Đấy, lại kìa. Đấy, kìa. Đấy. Con này nó cứ được con này nó lại chui vào đây. Con này, kìa, đó ăn con xong con. Con này chuẩn bị xong rồi. Con này con thứ ba rồi hả? Con này ăn nhiều quá. Nó ăn cả như con này mà làm buffet bán thì lỗ. À, nó đớp đấy. Mài mồm. Mài mồm. Chùi mồm. Anh nhà mang khăn lau rồi đó à? Để đang lau linh đầu tinh. Hôm qua đây ở chỗ mình đây cũng có một ông cho rắn ăn bị cắn. Cũng khá là nặng. Đã đang làm được cụt ngón. Ra rồi, tới đây rồi. Chắc là tới bến rồi. Đấy. Con này có vẻ là tỏ ra rất là nguy hiểm. Câu rắn. Câu rắn nghệ thuật. Câu bên trên, đóng cửa, câu bên trên. Cái ăn xong một tí mà không chạy kịp. Trong kia nó nằm mình. Rồi bớt bọn này ra. 3-4 con trong này. Thank you.
Để ra mở bão này mà này. Xuống làm con, ấy con kia lại làm con à? Con đấy không phải nó phải ăn hết 5-6 con. Mình đó. Mà này đi vào. Có cái con chuồng bên cạnh con đấy à? Con đấy hung hăng, thế đục cửa chuồng. Vào, vào. Chưa kịp luốt xong con này này làm đấy làm có đôi rồi, chính vì nó quánh nhau là vì nó tranh nhau ăn có gì đâu. Quay này thì nhỉ lắm. Đấy. Này có con khác đang đi ra đấy. Chui ra kìa. Ở đâu chui ra đấy nhỉ? Vòng ra. Sao lại cứ lanh quanh nó ở sau mình cũng lại là biết rồi. Ây da, đại chiến rồi. Quay như vậy thôi. Bên mình đi cho rắn ăn đây không mà nó chưa mất. Hẹn mọi người ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.